Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn là cái món bánh lọt miền Tây Ve Tơi. Vừa dai dai, vừa mềm mềm và đặc biệt cái sợi bánh lọt rất là trong, lại có cái mùi hương lá dứa thoang thoảng. Và những ngày nắng nóng thì được ăn cái món bánh lọt lá dứa cùng với là xương sáo và hạt lựu, và cộng thêm cái vị mát mát của đá lạnh, vị béo béo của nước cốt dừa thì thật là tuyệt vời. Và để làm bánh lọt này thì ta cần nguyên liệu chính đó là bột năng, bột gạo, đường và một ít lá dứa. Thì sau đây mời các bạn cùng theo dõi cái món bánh lọt miền Tây. Đầu tiên để làm cái món bánh lọt thì ta sẽ rửa sạch lá dứa và cắt nhỏ, đem lá dứa đi xay, xay nhuyễn để lọc lấy cái nước. Để cái màu đẹp hơn thì có thể cho vào một ít giọt hương lá dứa để cái màu xanh đậm hơn. Xay lá dứa xong thì chuẩn bị đến cái phần bột. Tôi sử dụng là 50g bột gạo và cần thêm bột năng là 125g bột năng. Về bột gạo, bột năng với cái liều lượng nào tăng giảm và tùy thuộc vào các bạn. Nếu mà muốn dai thì tăng bột năng lên thêm, và muốn cho nó có độ mềm thì giảm bột năng lại và tăng bột gạo. Tiếp tục tôi cho vào đây là 25g đường. Về lượng đường thì tôi cho ít ngọt một xíu, vì ăn kèm với nước cốt thì nó có vị hơi béo nên cho ít ngọt. Cho vào 150ml nước lá dứa. Với cái liều lượng là 175g bột thì cần là 150ml lá dứa. Và cách làm bánh lọt này thì ở quê tôi còn làm thêm cái món bánh canh. Cái món bánh canh thì có thể sử dụng là 25g bột gạo, 250g bột năng, và cái lượng nước thì là 150ml nước. Và làm món bánh canh ăn kèm với mặn thì không nên cho đường vào, thì cái sợi nó dai và nó trong hơn. Các bạn cũng có thể áp dụng thử làm cái món bánh canh đi, ăn kèm với món mặn cũng khá là ngon. Cho lên chảo và xên cho nó sệt sệt lại. Sệt mà khi các bạn cảm giác là nó dẻo dẻo mà nặng tay một xíu là được. Và tôi sẽ xên trên bếp này khoảng 5 đến 10 phút. Và cho lửa nho nhỏ để tránh cho cái bột này nó bị cháy. Xên cái bột nó sệt sệt và nặng tay như vậy là được này. Nhiễu giọt xuống thì nó rất là khó này. Làm cái bột này nó hơi loãng một xíu thì nên tốt hơn. Và nó đặc quá thì một xíu nữa nó cứng, và khi ta làm cái sợi nó rất là khó. Và nếu mà các bạn lỡ mà làm nó loãng quá thì có thể tăng thêm một ít bột năng nữa. Tắt bếp xong thì mang xuống và cho bột năng vào ngay, 125g bột năng. Trộn bột năng lúc nó còn nóng ngay luôn. Và không trộn trên bếp. Trộn trên bếp thì cái bột năng nó sẽ trong và nó dai, thì khi làm sợi thì không làm sợi được. Dẻo dẻo nhưng mà hơi dính tay một xíu thì xíu nữa cho vào khuôn thì ép ra nó dễ hơn. Các bạn có thể mua cái khuôn mà làm bột, mà làm bánh canh á, thì làm nó rất là dễ.
Còn không thì xíu nữa tôi sẽ sử dụng những cái dụng cụ đơn giản trong nhà. Cho thêm một ít dầu ăn nữa để cho cái bột bánh lọt này nó mềm hơn và khi ép nó dễ hơn. Này, cho dầu ăn vào cái bột nó mềm lắm nè, nó mềm và nó dẻo nữa. Các bạn có khuôn thì sử dụng khuôn, còn tôi sẽ cho vào cái lon sữa. Cái lon sữa thì đóng những cái lỗ này tròn tròn bên dưới và cho hết bột vào trong này luôn, và dùng cái chài ép xuống hoặc dùng tay ép xuống thì tùy thuộc của các bạn. Hay có những cái lỗ nhỏ này, các bạn dùng cái đinh các bạn đục những cái lỗ nhỏ này, dùng cái chài và ép xuống. Nếu mà làm nhiều bột thì có cái rổ thì dùng cái rổ chà thì nó nhanh hơn. Còn đây dùng ít bột quá nên tôi vì sử dụng cái lon này cho nó đỡ dính hơn. Những cái lọ của lon sữa nó hơi to các bạn ạ. Nhìn giống như cái cọng bánh canh quá. Thôi tôi sẽ vò tay thì nó nhanh hơn. Không thì có thể cho vào túi ni lông vẫn được. Nếu có cái rổ thì chà trên cái rổ thì nó sẽ giống cái bánh lọt mà người ta bán hơn. Mà cái rổ thì nên sử dụng cái rổ mà có cái lỗ tròn á, thì khi chà ra thì cái bánh lọt nó tròn, nó đẹp. Cho bánh lọt vào trong và khi nào bánh lọt nổi lên trên mặt nước này và nó hơi trong trong một lại một xíu là được. Và như vậy cái món bánh lọt nó xong nè. Cái sợi nó hơi to một xíu, cái sợi dai trong và mềm nè. Cho hương nó dứa vào thì cái màu nó đẹp hơn ấy. Tôi sẽ cho vào ly và ăn kèm với hạt lựu và xương sáo và nước cốt dừa. Đây là cái xương sáo mà tôi tự làm. Xương sáo thì trong video lần trước tôi đã giới thiệu cho các bạn cách làm xương sáo đen và xương sáo trắng. Còn cái hạt lựu này thì tôi mua về. Cho thêm ít sợi bánh lọt vào. Bánh lọt này thì tôi làm cái sợi nó hơi to đấy. Mà làm nhỏ nhỏ thôi thì sẽ giống người ta bán hơn. Cho thêm một ít nước cốt dừa và đá vào nó thì có thể ăn được. Nhìn ngon chưa này các bạn, nhìn nó rất là ngon nè, màu sắc lại đẹp nữa, đen, có màu đen của xương sáo, màu xanh của bánh lọt và màu hồng của hạt lựu, thêm một ít cốt dừa màu trắng trắng nữa. Tôi sẽ ăn thử. Bánh lọt thì có vị hơi hơi ngọt thôi, cộng thêm xương sáo và hạt lựu, nước cốt dừa thì nó có vị béo béo, hơi hơi ngọt và mát lạnh luôn. Ăn rất là ngon các bạn. Video lần sau thì tôi xin giới thiệu với các bạn là cách làm bánh bò bằng bột pha sẵn. Rất ngon và tiện lợi. Thì mời các bạn cùng theo dõi.
Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.